Rồi, xin chào anh chị bạn trở lại với Trên Hồng Chơi. Hôm nay thì cũng là đầu tháng 7 rồi, chính thức giảm thuế trước bạ rồi. Thời điểm này thì bên em cũng thật sự là về rất là nhiều xe đấy, đầy đủ các mẫu và cũng nhiều sự lựa chọn màu sắc cho anh chị. Hôm nay em quay nhanh một số cái đầu xe nó sẽ được giảm thuế trong thời điểm này nhé. Tháng 7 này thì bên Ford sẽ có Ranger này, Territory này, Transit 16 chỗ thì cũng sẽ được giảm thuế trước bạ. Hiện nay bán chạy nhất bên em ấy thì đây là hai xe đỗ ở trước cửa văn phòng này. Một là đầu Ranger XLS một cầu số tự động. Xe này là 707 triệu, hiện nay giảm thuế lăn bánh trừ khuyến mại ở thứ ở tỉnh đi thì lăn bánh đâu đó nó chỉ dưới 700 thôi. Còn Territory đằng sau thì bên em hiện tại bán chính vẫn là hai bản cao nhé, Titanium và Titanium X, 909 và 954 triệu. Tháng này vẫn được khuyến mại khá sâu, cộng cả giảm thuế vào thì các bác cũng chỉ ra biển gọi là suýt soát và nhỉnh hơn giá niêm yết một chút chút thôi. Cụ thể như nào thì các bác liên hệ trực tiếp qua hotline giúp em nhé, hoặc nhắn tin. Có quy định của hãng thì bên em cũng không được chào trực tiếp và giảm giá tiền mặt hay là khuyến mại các thứ như nào, cụ thể như nào. Anh chị có nhu cầu thì chủ động liên hệ giúp em để mình có cái kênh tham khảo và bọn em cũng gửi được cái báo giá qua cho anh chị nhé. Rồi mình qua cái bán tải. Đây là bản một cầu số tự động này. Bên em về đây là màu xám ánh thép, ghi ánh thép, màu trắng này, đỏ này. Ngoài ra chúng ta vẫn có white check bản full màu cam. Tiện đây thì em cũng quay cho anh chị cái một số mẫu cái nắp thùng. Đây là nắp thùng thấp nhá, đây là loại cơ bản nhất của Ford. Giá cả của từng loại nắp thùng như nào thì nó tùy thuộc vào chất lượng của nắp được keo chỉ. Đấy thì mình có mẫu nắp thùng cuộn ở đây nhá, cuộn này là cuộn với thanh thể thao của Vitech. Đấy, còn nguyên bản của XLS thì đây này thì bọn em đã tặng cái lót thùng cao su chính hãng cho khách hàng đặt mua rồi, nguyên bản thì nó sẽ không có cái lót thùng như này. Ngoài ra thì các bác lưu ý giúp em là từ thời điểm này một số đầu xe như Ford Ranger hay là Territory thì bọn em đã có cái yêu cầu về nguyên liệu. Ví dụ như là với xăng thì mình dùng xăng 95 nhé, và với dầu thì mình dùng dầu 01. Các bác để ý giúp em. Cuối cùng là về lãi suất trả góp thì hiện nay khi mà vay mua bán tải thì chúng ta có thể vay tối đa lên đến khoảng 70-80% giá trị xe. Xe con như Territory thì bên em hỗ trợ có thể lên đến 85% tùy vào từng trường hợp tài chính của khách hàng. Với các bác tài chính tốt, lương chuyển khoản hay là chứng minh nguồn thu thoải mái thì cái lãi suất trung bình nó sẽ dao động vào khoảng 10,6% một năm. Toàn bộ thời gian vay đấy, từ 5 đến 7 năm tùy vào lựa chọn của mình. Với các bác mà khó khăn hơn một chút về mặt chứng minh tài chính hay là mình làm công việc tự do thì thường chúng ta sẽ vay những cái ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam, được ưu đãi một năm đầu về lãi suất. Và những cái năm thứ hai trở đi thì chúng ta sẽ theo cái biên độ cộng với lãi suất tiền gửi nhà nước nhé. Đâu đó nó rơi vào khoảng vẫn 12-13% một năm đấy. Cụ thể như là các bác cứ liên hệ trực tiếp giúp em để em tư vấn nó kỹ càng hơn. Đấy ạ, thì các bác mà có nhu cầu quan tâm về cái mẫu xe, kể cả những mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc như là Everest, bên em vẫn bán chạy dòng Titanium một cầu và hai cầu, thì giá cả khuyến mại các đầu xe như nào thì mình cứ alo trực tiếp qua bên em nhé, để bên em tư vấn gửi báo giá, giá các từng thời điểm đấy, nó thay đổi cũng rất là nhanh, nó không cố định theo tháng, nên là anh chị cứ tham khảo và mình cứ mạnh dạn liên hệ để có cái đại lý cũng như là cái kênh bán hàng mà giá hợp lý và cái chất lượng phục vụ nó tốt để mình mua xe nó thoải mái nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.